Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 8, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh, không để lọt người và phương tiện chưa qua kiểm soát vào địa bàn tỉnh là yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra hoạt động tại các chốt liên ngành vào sáng nay. Huyện Kiến Sương tháo gỡ một số nút thắt trong giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn. Tình trạng vi phạm luật giao thông ở giới trẻ, nhất là trong độ tuổi học sinh, sinh viên đang có chiều hướng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh, không để lọt người và phương tiện chưa qua kiểm soát vào địa bàn tỉnh, gắn trách nhiệm của tổ trưởng thành viên các tổ kiểm soát liên ngành và của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát dịch tại các chốt. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình khi đi kiểm tra hoạt động tại các chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 vào sáng nay. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự buổi kiểm tra. Đến kiểm tra hoạt động của các chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Tân Đệ và phà Sa Cao, huyện Vũ Thư, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 2.000 lượt phương tiện với khoảng trên 3.000 lượt người qua lại. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên, các chốt kiểm soát thời gian qua đã rất trách nhiệm, hoạt động không kể ngày đêm, kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ở các tỉnh lân cận như Nam Định, đã xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao, vì vậy càng phải thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng dịch. Trong đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát là đặc biệt quan trọng. Phải kiểm soát được triệt để tất cả những người ra vào chốt. Muốn làm được đấy thì trách nhiệm của các lực lượng ở trong chốt phải tiếp tục được đề cao và phát huy cao hơn nữa trong thời gian tới. Giao cho công an là chủ trì rồi, thì các đồng chí phải có trách nhiệm điều phối, để duy trì, bố trí lực lượng, nhân lực để anh em làm việc. Và với tinh thần là tôi nói là phải kiểm soát triệt để nhé. Tất cả người vào tỉnh trong giai đoạn này khi đi qua chốt thì phải được kiểm soát. Khi chúng ta đã thống nhất được cái mục đích yêu cầu nhiệm vụ của chốt rồi, đã đặt ra mục tiêu vậy rồi, mà sau này có trường hợp nào mà đi qua chốt mà ta không kiểm soát được mà có mầm bệnh vào cộng đồng từ cái chốt này thì chốt các đồng chí phải có trách nhiệm và tư tưởng đó. Đồng chí cũng đề nghị các chốt kiểm soát phải bám sát vào các hướng dẫn liên ngành và các quy định về phòng chống dịch của tỉnh đã đặt ra. Kể từ hôm qua 13 tháng 8, tỉnh Thái Bình đã tăng cường 84 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khai báo y tế và triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Do vậy, từng thành viên của các chốt phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của mình, nắm thật vững các quy định để hướng dẫn người dân ra vào tỉnh, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là những người về ở những vùng có nguy cơ cao, sử dụng hiệu quả phần mềm tích hợp dữ liệu dân cư để nâng cao việc kiểm soát di biến động dân cư, phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các chốt kiểm soát với chính quyền cơ sở để chủ động áp dụng các biện pháp y tế phù hợp, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Đối với các thành viên làm việc tại các chốt, phải đề cao các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chốt có vấn đề gì khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát và không để lây dịch trong cộng đồng. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư. Theo đó, yêu cầu người dân từ tỉnh ngoài vào sử dụng điện thoại thông minh smartphone để khai báo thông tin di chuyển tại trang web http://sức khỏe.dâncưquốc gia.gov.vn. Sau khi người dân khai báo xong, hệ thống sẽ trả kết quả bằng mã QR code.
lực lượng công an tiến hành kiểm tra thông tin mã QR code tại địa chỉ http://kiemdich.dancucuocgia.gov.vn, sau đó đối chiếu với thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người dân trên hệ thống. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh smartphone để khai báo, thì cán bộ chiến sĩ phát phiếu khai báo y tế để người dân kê khai, sau đó đối chiếu xác nhận thông tin với chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên hệ thống. Để các điểm chốt tổ chức việc thực hiện và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý di biến động người ra vào vùng dịch, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng bảo đảm trang cấp đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, đường truyền mạng để phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch hoạt động hiệu quả. Ngoài việc triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch, thì Thái Bình cũng vẫn có những quy định cụ thể trong việc ra vào tỉnh. Tất cả đều đang thực hiện sát sao, chặt chẽ tại các chốt ở cửa ngõ của tỉnh. Những ngày gần đây, lượng người và phương tiện đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Tân Đệ giảm đi đáng kể. Đa phần người dân đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục để được qua chốt. Những người dân muốn đi vào trong Thái Bình thì trước tiên là phải ở những nơi mà không có vùng dịch hoặc không cách ly chỉ thị 16, phải có giấy test nhanh hoặc là xét nghiệm PCR. Đối với những phương tiện chở hàng hóa phải có luồng xanh, và đối với cá nhân điều khiển phương tiện và những người đi trên phương tiện thì cũng đều phải tuân thủ khai báo y tế. Còn đối với những người ra khỏi tỉnh thì cũng nên khuyến cáo, cũng không nên đi vào những nơi có vùng dịch, khai báo trung thực. Theo lực lượng thường trực tại đây, số trường hợp phải quay đầu do chưa đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện để vào tỉnh, dù vẫn còn, song cũng ít hơn hẳn so với trước kia. Tình trạng ùn tắc không còn. Phương tiện hoặc những cá nhân quay đầu chủ yếu là khi mà kiểm tra phát hiện những cái phương tiện mà chở người từ vùng dịch về, người ta chưa biết được chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra tại chốt thì sẽ hướng dẫn cho những phương tiện và những người đó sẽ quay lại. Còn những cái cá nhân mà khai báo không trung thực thì anh em cũng cương quyết không được vào tỉnh. Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ, bố trí phòng chờ trong trường hợp có người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Lực lượng y tế tổ chức phun khử trùng sau mỗi ngày làm việc, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đêm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình thực hiện xét nghiệm được 343 mẫu, ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của các ca bệnh được công bố trước đó, đã được cách ly tập trung ngay khi về địa bàn huyện Thiệt Hải, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Ca dương tính mới là chị PTK, sinh năm 1988, quê quán xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, từ thành phố Hồ Chí Minh về trên chuyến xe biển kiểm soát 51B08835. Khi phát hiện các ca dương tính cùng chuyến xe, trường hợp này cùng nhiều F1 khác được bố trí chuyển sang cách ly tại khu cách ly Trung tâm Điều dưỡng Người có công xã Đông Minh. Hiện tại, khu cách ly này còn đang cách ly 46 trường hợp F1 của các ca bệnh đã được công bố trong tuần qua. Để nhanh chóng tách F0 ra khỏi khu cách ly, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, chuyển CDC tỉnh xét nghiệm PCR sàng lọc SARS-CoV-2, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế sự gia tăng của các ổ dịch mới trong cộng đồng. Tại Hà Nội, 40% số ca COVID-19 được phát hiện thông qua sàng lọc người nghi nhiễm. Đến nay là ngày thứ 21 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu ai ở đâu thì ở đó. Đà Nẵng áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh như dừng tất cả các hoạt động để thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó từ ngày 16 tháng 8. Hiện nay cả nước có 24 tỉnh, thành phố tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Phú Yên, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành phố giãn cách xã hội một số huyện thị hoặc khu vực địa bàn có ca bệnh. Tại Thái Bình, tình hình dịch bệnh đang kiểm soát tốt, là một trong 8 tỉnh trong cả nước không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ các vùng dịch phía Nam về tỉnh Thái Bình là hơn 5.000 mẫu. Tổng số mẫu xét nghiệm cho người trở về từ Hà Nội là hơn 8.700 mẫu. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người lo lắng tìm mua các bộ test nhanh về tự thực hiện. Theo các chuyên gia, người dân nên thận trọng, chỉ nên mua test nhanh nằm trong danh mục Bộ Y tế cấp phép lưu hành và mua tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế, nhà thuốc.
Bộ Y tế vừa công bố danh sách 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp phép sử dụng, trong đó có một xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 sản xuất trong nước và 15 loại nhập khẩu. Hiệu quả sàng lọc của các sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên nhanh phụ thuộc vào tình huống sử dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất. Các sinh phẩm này thường sử dụng tốt nhất khi tải lượng virus cao, tức là từ 5 đến 7 ngày sau khi khởi phát triệu chứng, hoặc những người không triệu chứng nhưng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở mức cao. Độ chính xác của test nhanh phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật lấy mẫu. Vì thế, người thực hiện cần làm đúng và chuẩn theo hướng dẫn. Tại Thái Bình, các bệnh viện đều đã thực hiện được test nhanh kháng nguyên. Vì thế, khi có yếu tố dịch tễ hoặc trong trường hợp cần thiết, người dân nên đến trực tiếp cơ sở y tế để được làm xét nghiệm thay vì tự thực hiện tại nhà. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Seng Phang, khu công nghiệp Phúc Khánh tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19. Buổi diễn tập với tình huống giả định, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Seng Phang có một trường hợp được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình thông báo đã dương tính với SARS-CoV-2, xác định là F0. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của công ty đã nhanh chóng triển khai khẩn cấp, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, tiến hành phong tỏa xưởng sản xuất nơi có ca F0, yêu cầu tất cả công nhân, người lao động trong công ty, ai ở đâu ở nguyên đó, di chuyển F0 đến khu cách ly tạm thời và gọi xe cấp cứu đưa đến cơ sở điều trị, thực hiện truy vết tại chỗ và lấy mẫu xét nghiệm F1, F2, đưa đi cách ly tại các điểm theo quy định, tiến hành vệ sinh khử khuẩn, thu gom rác thải tại xưởng sản xuất nơi có ca F0 và toàn bộ công ty, thực hiện các hoạt động hậu cần và họp rút kinh nghiệm buổi diễn tập. Buổi diễn tập nhằm giúp doanh nghiệp chủ động xử lý kịp thời khi có tình huống công nhân bị nhiễm COVID-19, nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị hữu quan trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm, thu nhập của hàng chục nghìn người lao động. Trước thực tế này, các doanh nghiệp đều nỗ lực gồng mình khắc phục khó khăn, vừa phòng dịch, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng hiện tại đang giảm sút, nhưng dệt may là nhóm sản phẩm thiết yếu có thể phục hồi sớm sau khi đại dịch COVID-19 đi qua, nhất là các mặt hàng nằm trong phân khúc cơ bản, giá rẻ, nên nhiều doanh nghiệp vẫn xác định đây là giai đoạn có thể tập trung đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh. Với trên 3.500 người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Maytech Hồng Thái Bình phát động phong trào thi đua cải tiến chất lượng sản phẩm tới tất cả cán bộ, công nhân lao động từ bộ phận sản xuất tới các phòng ban, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên cơ sở công khai minh bạch trong chi trả tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách. Mỗi tháng, công ty sản xuất trên 700.000 sản phẩm xuất đi Mỹ và các nước châu Âu. Đơn hàng đã được ký hợp đồng đến hết năm. Mức thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo 6 triệu đồng một người một tháng. Hai năm nay, chăn nuôi lợn liên tục gặp rủi ro, khó khăn vì giá cả và dịch bệnh. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá lợn hơi xuất bán giảm, khiến các hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nguy cơ thua lỗ cao. Từ quý 4 năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Có công ty đã tăng giá 10 lần, trong đó tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. So với thời điểm tháng 10 năm 2020, hiện nay giá mỗi bao cám đã tăng từ 60.000 đến 85.000 đồng. Trong khi đó, giá lợn hơi xuất chuồng lại giảm. Lợn siêu nạc từ 90.000 đồng một kg, giờ còn 57.000 đồng đến 58.000 đồng một kg. Lợn lai chỉ bán được 50.000 đồng một kg, thấp nhất trong hơn một năm qua. Theo tính toán của người chăn nuôi, chi phí cho một con lợn đến ngày xuất chuồng với trọng lượng một tạ một con khoảng 6.650.000 đồng. Nếu bán với giá 58.000 đồng một kg như hiện nay, những hộ chăn nuôi không tự chủ động được con giống thì gần như hòa vốn. Nếu rủi ro hao hụt trong quá trình nuôi thì rơi vào thua lỗ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, huyện Kiến Sương đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện. Đến nay, huyện đã giải quyết được một số điểm tồn đọng, từng rất vướng về mặt bằng. Dự án đường liên xã Vũ Quý, Vũ Trung là một ví dụ. Gia đình ông Trần Văn Thiếu ở đây từ năm 1994. Sau khi được chính quyền địa phương vận động thuyết phục, hộ ông Thiếu là hộ dân thứ hai tổ chức tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng xây dựng đường liên xã Vũ Quý, Vũ Trung. Thực ra mà nói là đến bây giờ phút này, gia đình tôi cũng chưa nhận được một đồng tiền nào bồi thường. Thế nhưng mà tôi đã động viên vợ con như vậy là thôi, cái đó chúng ta lấy sau. Còn bây giờ cứ giao cái mặt bằng này cho đơn vị người ta thi công. Vì cái lợi ích lâu dài này cho không phải của một mình gia đình tôi và cho toàn xã hội và bà con ở đây.
Để sớm tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và Ủy ban Nhân dân xã Vũ Quý tích cực áp dụng các biện pháp tuyên truyền vận động người dân, đồng thời đẩy nhanh lộ trình bố trí tái định cư để các hộ dân yên tâm trước khi bàn giao mặt bằng. Đến nay, cả 7 hộ dân thuộc diện phải di rời đều đã đồng thuận. Đối với những hộ có diện tích đất thổ cư và họ thực hiện việc kinh doanh, trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh cái việc mà chúng tôi thông qua cái việc tìm hiểu và các cái cuộc đối thoại trực tiếp đối với người dân ấy, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, trên cơ sở đấy thì cũng tạo ra một cái sự đồng thuận. Trong cái công tác giải phóng mặt bằng của huyện Kiến Sương, chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, nâng cao được cái nhận thức của người dân và cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cơ sở nơi có dự án triển khai. Đến nay thì trên địa bàn Kiến Sương chúng tôi có khoảng trên 20 dự án đang triển khai và chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới, thì nhìn chung là đều gặp được những thuận lợi. Chúng tôi cũng rất cảm ơn chính quyền địa phương vào cuộc rất là quyết liệt thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư thì làm địa bàn như địa phương thì cũng chỉ mong là chính quyền địa phương và nhân dân ủng hộ để chúng tôi thực hiện công việc cho nó thuận lợi. Đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung là tuyến đường được xây dựng mới nối từ đường tỉnh DT458 đến nhà văn hóa thôn 9 xã Vũ Trung. Dự án có chiều dài tuyến hơn 3 km, được thực hiện từ năm 2017. Điểm nghẽn lớn nhất và quan trọng nhất của tuyến đường đến nay đã được giải quyết, đó là nút giao giữa tuyến đường này với đường tỉnh DT458, một tuyến đường huyết mạch đi từ thành phố Thái Bình đến các huyện Kiến Sương, Tiền Hải. Đây là cơ sở để dự án sớm hoàn thành, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho một số xã phía nam huyện Kiến Sương, đồng thời là tiền đề để Kiến Sương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Phương pháp học tập bằng sơ đồ tư duy của khối tự nhiên được em học sinh Vũ Thị Cẩm Ly, trường Trung học phổ thông Quỳnh Thọ áp dụng khi học tập các môn thuộc khối xã hội. Phương pháp học tập thông minh và hiệu quả này đã giúp Cẩm Ly đạt kết quả cao khi là thí sinh có tổng điểm khối C0 cao nhất toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Căn nhà nhỏ này, 18 năm nay chỉ có hai bà cháu. Không có cha, mẹ đi làm ăn xa, bà ngoại lại già yếu. Bởi vậy, việc học tập phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của Cẩm Ly. Nhận thấy những thế mạnh của bản thân, sau khi gắn bó 2 năm đầu cấp 3 học các môn thuộc khối tự nhiên, năm lớp 12, Cẩm Ly chuyển hướng sang học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với các môn thuộc khối xã hội. Em nắm chắc kiến thức cơ bản ở trên lớp, chú ý nghe cô giáo giảng bài. Và về nhà em sẽ tổng hợp bằng sơ đồ tư duy của ban tự nhiên để em học môn xã hội một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong tất cả các môn thì em thích môn địa lý nhất, bởi vì môn này giúp em khám phá được rất nhiều thứ về tự nhiên cũng như xã hội và đời sống. Chăm chỉ, tự giác, vươn lên hoàn cảnh đã giúp Cẩm Ly đạt được kết quả cao khi đạt 28,5 tổng điểm khối C0. Trong đó lịch sử đạt 9,75 điểm, hai môn địa lý và giáo dục công dân đạt điểm 10 tuyệt đối. Ở em Ly hội tụ đủ những cái yếu tố, đó là sự chăm chỉ, miệt mài, biết vượt lên trên hoàn cảnh. Em Cẩm Ly là một học sinh mà tôi rất ấn tượng. Trong quá trình học tập thì tôi nhận thấy Cẩm Ly là một học sinh rất là tự giác, nghiêm túc, tập trung cao độ và nhận thức các cái vấn đề rất là tốt. Nghị lực vươn lên hoàn cảnh, thành công bước đầu đã đến với cô gái nhỏ. Cẩm Ly chia sẻ thời gian tới sẽ theo học ngành luật để thực hiện ước mơ trở thành một luật sư giỏi. Bởi cô bé yêu sự công bằng và mong muốn sẽ luôn bảo vệ, bênh vực cho những người yếu thế trong xã hội. Tình trạng vi phạm luật giao thông ở giới trẻ, nhất là trong độ tuổi học sinh, sinh viên đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt ý thức tham gia giao thông của các em ở trên đường rất kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính các em và người đi đường. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình, tình trạng vi phạm luật giao thông của giới trẻ chiếm chủ yếu. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các lỗi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang khi đi trên đường. Thậm chí, nhiều trường hợp các em vi phạm luật giao thông khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông thì rú ga bỏ chạy, không những gây nguy hiểm cho chính bản thân mình mà cả những người tham gia giao thông trên đường. Trước thực trạng này, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng thì gia đình và nhà trường cần tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý giáo dục, nâng cao hơn nữa ý thức cho con em mình trong chấp hành luật giao thông.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.